Rồi đã muốn uống gì kêu đây. Trời cảm ơn nha, nay được bao luôn. Cưng đây gì ngon nhất vậy cưng? Thằng ơi, ở dưới quê không có tiền uống nước lên đây người ta bao mà mày đặt đòi hỏi nữa trời. Vậy thôi cưng cho chị cà phê đi. Thằng ơi cà phê uống dưới quê chưa đã hả má, mà vô quán của người ta gì muốn cà phê nữa trời. Đó, cà phê sữa. Thằng gì? À để chị nha. Anh thằng ở dưới quê làm biến muốn chết luôn mà mày đặt lên đây hả, phụ họ người ta. Cái thằng đó nhiều khi nhỏ bằng tuổi con bà luôn á má. Ơi quên nó đừng uống. Chạy cấp xe lấy điện thoại giùm tôi nhanh đi. Nhanh đi để quên ngoài rồi nhanh đi. Mà cướp á. Nhanh đi. Rồi lẹ đi nhanh đi, đây. Ừ quên nữa. Tối nay bà về bà dọn phòng giùm tôi nha. Ờ biết rồi. Ủa? Chó của cưng hả? Ờ dễ thương quá ha. Anh thằng ơi, ở dưới quê nuôi con nào bán con đó mà mày đặt lên đây thấy chó của người ta cái đầu khen trời. Kỳ cục quá bảy ơi. Sáng giờ tôi làm gì bà cũng nói trơn á. Vậy tự trả tiền ly cà phê này nha. Trời bà coi nói gì cũng giận nữa trời. Tôi trả tiền cho bà ly cà phê được mà nói câu hai câu cái bà tự ái cái gì? Tự ái sao không tự ái? Cái ly cà phê này là bà mời bà kêu tôi đi. Chứ bộ tôi thèm tôi khác lắm gì nói đậu cổ hoài luôn á. Mới mốc đứng hồng tôi rủ bà đi cà phê nữa. Đăng story nữa.